Sao rồi hả? Hả? Sao rồi hả? Sao rồi hả? Đừng có gấp mà, để tụi tôi uống miếng nước đã. Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Uống cái này của tôi trước đi. Nói đi, tôi chịu được mà. Lúc nãy anh vừa kêu tôi bình tĩnh, trong lòng tôi đã biết ngay đáp án rồi. Tiền thuê không trả, dây chuyền cũng không trả. Hiểu rồi chứ? Tôi hiểu rồi. Chuyện đó nói xong rồi hả? Nói xong rồi. Đi cả đoạn đường dài mất cả tiếng đồng hồ, mấy người nói chuyện mất thêm 2 tiếng nữa. Chỉ nói được vậy thôi sao? Chủ yếu là sợ nói ra làm anh bị sốc, nên mới nói thẳng kết quả với anh luôn đó. Lược bỏ quá trình đi. Nói đi, đừng sợ tôi bị sốc. Kết quả bi thảm như vậy tôi đã biết rồi, còn sợ quá trình hay sao? Nói đi, nói tỉ mỉ, kích thích tôi thật mạnh vào. Tôi muốn biết cái cô cao thục nha đó rốt cuộc đã nói cái gì. Trong quá trình tôi và Cửu Hằng nói chuyện với cô ta, mắt cô ta ai oán, môi thì mím chặt lại, khăng khăng không nhận mình lừa gạt không nhân, còn nói là có tình cảm với anh nữa. Cô ta có tình cảm với tiền của tôi thì đúng hơn. Cô ta nói cô ta thật lòng thích anh và thật lòng muốn yêu đương với anh. Nói dối, gạt anh, đó là vì cô ta sợ mất anh, là vì cô ta sợ thiệt thòi, sợ bị đàn ông lừa gạt mà thôi. Cho nên mới dùng một chút thủ đoạn nhỏ, một số mánh lới nho nhỏ mà thôi. Cô ta nói như vậy đó, tôi chỉ thuật lại mà thôi. Đây là logic gì vậy? Là cái logic khỉ khô thì có đó. Cô ta sợ bị đàn ông gạt thì gạt tôi trước hay sao hả? Chúng tôi cũng hỏi cô ta như vậy. Cô ta im lặng, vẻ mặt vẫn oai oán như cũ. Tóm lại, dây chuyền và tiền nhà đều không trả lại, vì cô ta nói rằng đây là do anh chủ động đem tặng. Còn nói dù sao cũng ở bên anh hơn 20 ngày, vừa ăn vừa uống vừa đi chơi, cái này coi như là phí trả cho tổn thất tình cảm đó. Trời ơi, như vậy cũng nói hết nổi luôn rồi. Cô ta tưởng mình đang thả tú cầu tuyển chồng hay sao hả? Lúc mà nghe cô ta nói như vậy, tôi với Cửu Hằng thật sự không còn biết nói gì nữa. Vì hai người chúng tôi cũng không biết rốt cuộc hai người đã phát triển tới mức độ nào rồi. Anh không chiếm lợi gì của cô ta chứ? Tôi thì chiếm lợi gì của cô ta chứ? Mấy lần hẹn hò hầu như là tới công viên chơi thôi mà. Chỉ có một lần cô ta hôn mặt tôi hai người cũng thấy rồi đó. Còn có một lần, có một lần ôm nhau, một lần nắm tay, đều là do cô ta chủ động hết đó. Nói tôi chiếm lợi ích gì từ cô ta thì chỉ bằng nói là cô ta chiếm lợi ích của tôi. Rồi rồi, đừng có tức giận mà, bình tĩnh đi hả? Nếu sự việc đã như vậy, chúng ta hãy thử làm theo trình tự pháp luật, giải quyết bằng con đường pháp luật, có được không? Làm theo trình tự pháp luật, anh cũng đừng ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao cũng là anh chủ động mua đồ tặng, thuê nhà cho người ta. Đây là chủ động dâng hiến. Một kẻ ngốc nghếch cam tâm tình nguyện dâng hiến. Đúng vậy, đáng đời. Thế sao rồi hả? Nói chuyện với mấy đồng chí cảnh sát cả buổi trời, tóm lại rồi ra thêm chuyện mới. Cao Thục Nha đó với chồng cô ta vẫn hòa hợp, vốn dĩ đâu có định ly hôn. Mấy đồng chí cảnh sát nói đã biết chuyện này từ lâu rồi, là vì cái cô Cao Thục Nha đó từng dùng chiêu này lừa gạt một người đàn ông khác, cũng là thuê nhà và tặng quà. Hơn nữa sau đó còn cho thuê lại nhà mà người khác thuê cho cô ta. Mấy đồng chí cảnh sát đó còn nói coi như là may cho anh đó. Vậy nghĩa là sao? Cái người trước bị gạt hết 220 ngàn, còn anh chỉ có 58 ngàn, có phải may mắn không hả? Cô ta cũng thật là chụp cái mũ yêu đương để đi đổi chác làm ăn, nhân tài sao? Vậy nếu như cảnh sát đã biết tình hình như vậy rồi thì sao họ không xử lý cô Cao đó? Không có khe hở, cô ta vô cùng hiểu luật pháp. Hơn nữa đều là anh cam tâm tình nguyện hiến dâng, không có bất kỳ hành vi lừa đảo nào hết. Cho nên tôi đoán là ngôi nhà anh thuê cho cô ta, chờ sau khi chuyện này trôi qua rồi, sau khi sóng yên gió lặng, cô ta chắc chắn đem cho thuê lại. Nhưng mà rất khó cải thắng được vụ kiện này. Đúng vậy,
Muốn thuê luật sư không hả? Thuê cái con khỉ á. Như vậy còn chưa đủ mất mặt hay sao? Đừng có lan truyền ra thế giới nữa. Còn nữa, lúc nãy Cao Thục Nha có gửi điện tới tìm tôi. Cô ta gọi điện cho anh sao? Mà cô ta nói cái gì? Nói nếu anh muốn nói chuyện với cô ta thì 4 giờ chiều ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ. Cô ta sẽ chờ anh 30 phút, đi hay không cũng được. Người phụ nữ chết tiệt này dũng cảm thiệt đó. Ý không phải, chờ chút, như vậy là ý gì? Còn muốn gặp nhau nữa sao? Ý, cái này không hợp logic cho lắm. Trong tình huống này không phải là cô ta nên tránh càng xa càng tốt sao? À, muốn làm cho cú lừa này thêm đặc sắc hay là muốn bày tỏ tình yêu chân thành với Lam Thiên Ngu đi? Theo tôi phân tích, khả năng bày tỏ tình yêu chân thành không nhiều lắm đâu. Phụ nữ kiểu đó, tâm lý họ có vấn đề. Cô ta gạt anh, còn muốn tìm cho mình một sự cân bằng tâm lý nữa. Chắc là cô ta sẽ khóc bù lu bù loa cầu xin anh tha thứ đó. Đang nghĩ cái gì vậy hả? Còn đi làm gì nữa? Không đi. Tôi thật sự muốn đi. Coi cô ta nói gì với tôi. Ngồi đi. Không ngồi. Ngồi gần cô quá tôi cảm thấy sợ đó. Em thực sự có tình cảm với anh mà. Không nói cái này. Nghe giống y như lời thoại trong phim vậy. Nói cái khác đi. Em biết là anh để ý số tiền 58.000 đó. Trước tiên cô giải thích cho tôi nghe. Trước đây cô gạt một người đàn ông hơn 220.000, cô cũng có tình cảm với anh ta hay sao? Anh đừng nghe mấy người đó nói bậy bạ. Họ vu oan cho em thôi. Thôi được, tôi biết rồi. Cô cũng đã giải thích với tôi rồi. Chắc chắn là cô sẽ nói với người đàn ông tiếp theo là tôi vu oan cho cô. Chắc chắn là cô sẽ còn đi lừa gạt. Người ta thường nói con sói nào cũng ăn thịt hết, con chó nào cũng thích ăn phân cả. Anh có thể đừng hung dữ với em như vậy không? Thật không giống anh mà. Em thích Lam Thiên Ngu đàng hoàng lịch sự, trượng nghĩa nho nhã trước đây hơn. Đủ rồi, nên ngừng diễn được rồi đó. Hạ màn đi, tôi hứa sẽ vỗ tay cho cô. Nếu như trong lòng anh cảm thấy ấm ức, thấy mình bị lỗ 58.000 đó, em có thể ở bên anh, muốn như thế nào cũng được. À, chỉ cần không vượt quá một tháng thôi. Như thế nào cũng được sao? Ừ. Nói chuyện cũng thẳng thắn thiệt. Tôi còn tưởng cô là một cao thủ lừa đảo, ai ngờ cô cũng là hạng bán thân thôi. Thật xin lỗi, tôi đây không mua đâu. Được rồi, vậy em chỉ có thể nói tạm biệt. Năm ngàn tám. Nè, anh đừng có nghe họ nói bậy. Cái này chắc chắn là hàng thật đó. Thật mà. Bây giờ tôi có thể khẳng định được, việc cô là một con người là thật sự. Cô không phải là động vật gì đó, không phải là người máy gì đó, không phải người ngoài hành tinh, cũng không phải là con chó, cũng không phải là con gà. Những thứ khác tôi đều không dám khẳng định. Lam Thiên Ngu. Em về rồi hả? Em về rồi. Anh ăn cơm chưa? Chưa ăn. Không đói. Nhìn cái gì vậy? Hai ngày trước lúc em ra khỏi nhà, trên người anh chính là bộ đồ này. Râu cũng chưa cạo. Đừng nói là ba ngày rồi anh chưa ra ngoài nhé. Phải đó. Có chuyện gì không? Em nên hỏi anh có chuyện gì mới đúng đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Ba ngày không ra ngoài,
không thay đồ cũng không cạo râu luôn. Đừng nói là anh không tắm luôn đó nha, hả? Tắm rồi. Anh có tắm một lần. Anh tiết kiệm nước mà. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho em nghe đi. Dựa vào đâu chứ? Sao cái gì em cũng muốn biết hết vậy? Tại sao anh phải nói cho em nghe hết vậy? Em không thấy là mình quản rộng quá hay sao hả? Không nói thì không nói chứ, anh cần gì phải nổi nóng. Nhìn bộ dạng trẻ con của anh kìa, có phải là yêu đương không thuận lợi hay không nên anh tức giận như vậy? Hay là gặp phiền phức gì cho nên lo lắng sắp chết? Em có thấy phiền hay không vậy? Cứ ở đó lải nhải hỏi tới hỏi lui hoài. Được 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 được, anh nói cho em nghe. Đúng, em nói đúng đó. Anh yêu đương không thuận lợi, chia tay rồi. Bây giờ anh thấy không vui, anh bực bội, anh đau khổ. Được rồi chứ? Biết rõ rồi chứ gì. Chia tay thì chia tay thôi, có phải là chuyện gì to tát đâu. Nè, một người đàn ông ưu tú như anh còn sợ chia tay nữa hả? Chia tay rồi thì tìm người khác thôi. Anh muốn tìm người như thế nào? Nói cho em biết đi. Em tìm giùm anh. Anh không rảnh trả lời em. Tránh ra đi. Anh muốn đi đâu chứ? Đi tắm được hay không? Nhạc đệm. Chỉ có thể coi chuyện này như là một khúc nhạc đệm. Tôi suy nghĩ 3 ngày, giờ hiểu ra rồi. Không thể nào bởi vì một kẻ không ra gì mà từ bỏ tu hành của mình. Tôi đây còn phải sống thanh nhàn và thoải mái nữa mà. 58 ngàn. Đau lòng thật đó. Đau muốn chết luôn. Tiền lương cả nửa năm của anh đó anh biết không? Đổi ra được bao nhiêu chầu nhậu. Anh cho Bạch Chí Dũng mượn còn hay hơn. Để anh ta đem đi giúp người nghèo. Đầu bếp bắt dịch này cút đi. Anh đang mắng tôi nghèo hay là mắng Lam Thiên Ngu ngu ngốc hả? Lam Thiên Ngu à, thật uổng cho cái bản mặt thông minh lanh lợi của anh. Vừa ly hôn đã nóng lòng đi khắp nơi tìm bạn gái rồi. Hơn nữa còn quen liên tục 2 người, khiến người ta có cảm giác hơi bất thường. Là tâm lý không được bình thường, hơi biến thái một chút. Chửi đi. Mấy người chửi mắng thoải mái đi. Mấy người mà không chửi mắng, bản thân tôi cũng sẽ tự mắng mình thôi. Cô cao thục nha đó giờ thể hiện dịu dàng hiền lành ở trước mặt của anh trước, sau đó lại than hết tiền cho anh thuê nhà cho cô ấy. Chuyện xảy ra sau đó đều là những chuyện trong những cú lừa kinh điển. Thủ đô Bắc Kinh thập niên 20, bến Thượng Hải thập niên 30, bến Tàu Thiên Tân thập niên 40 đều có những câu chuyện giống hệt như vậy. Giờ trên TV hay là trên mạng đều chiếu nhan nhản mấy kiểu lừa đảo này đó. Vấn đề là tôi với Bạch Chí Dũng, hai chúng tôi ngồi trước con nhỏ lừa đảo đó, cả hai chỉ có ngơ, ngu, ngốc, đần. Còn không ngừng cổ vũ cho Lam Thiên Ngu. Nhưng mà chuyện thuê nhà tôi hoàn toàn không biết ạ. Nếu tôi biết chuyện đó, chắc chắn phản đối. Anh làm ơn bớt giả bộ làm gia cắt lượng đi. Thật ra, ngay từ lúc đầu, nhìn một cái là tôi đã biết ngay, cái cô cao thục nha đó không phải là tốt lành gì đâu. Chỉ có điều, Lam Thiên Ngu với cao thục nha đó dính như keo sơn, làm tôi hơi say sẩm không nhìn thấy rõ thôi. Nếu không thì với trí tuệ của tôi đã phát giác ra rồi. Thôi đủ rồi Bạch Chí Dũng, với cái trí tuệ đó thì sao chứ, đừng có tự cho mình là người thông minh nữa. Ánh mắt. Là ánh mắt gì? Tôi đang nhớ lại ánh mắt cao thục nha khi nhìn tôi, tràn đầy sự bình thản, âu yếm, hiền lành, chất phác, rộng lượng, sùng kính, ái mộ. Đừng có kể nữa. Biết là anh tốt bụng rộng lượng, mau nói đi chứ, ánh mắt cô ta làm sao? Ánh mắt cô ta khi nhìn tôi giống như thôi quanh quanh nhìn Trương Sinh, Juliet nhìn Romeo, hay là Jamie nhìn Ken vậy đó. Bây giờ tôi hiểu ra rồi, thật ra nó giống Tôn Nhị Nương đang nhìn nhân bánh bao. Thật lòng mà nói, tôi chắc chắn bây giờ mình không muốn có con. Dù mẹ của đứa nhỏ có là ai. Bây giờ xem ra Cảnh Nhã nửa điên nửa dại, chỉ vì muốn có một đứa con.
Chuyện này có thể hiểu được mà. Để tôi cố gắng giải thích coi sao. Anh từ chối cô ấy. Nếu như cô ấy tìm người khác làm cha đứa nhỏ, anh có chịu nổi không? Ích kỷ mà nói, tuy là tôi đã ly hôn với Cảnh Nhã, nhưng vẫn rất khó để tôi thuyết phục mình bình tĩnh chấp nhận để cho xảy ra chuyện Cảnh Nhã có con với người đàn ông khác. Nhưng mà Cảnh Nhã lại rất kiên quyết. Tôi lại không thể thuyết phục được cô ấy từ bỏ đi ý nghĩ muốn có con. Ba thứ chướng ngại tâm lý này với tôi mà nói chính là nỗi đau không nói nên lời đó. Tôi chỉ là muốn nắm chắc thời gian mà thôi. Bây giờ tôi 40 tuổi rồi, cứ cảm thấy bây giờ đi tìm đối tượng là chuyện bình thường. Với lại chuyện này tôi cũng khá là tự tin, cũng đâu thể cứ nghĩ tới nghĩ lui, chờ qua chờ lại, chờ tới tình yêu tuổi xế chiều. Hai người đầu tóc bạc trắng cùng nắm tay dìu nhau đi trong con đường nhỏ ngập lá vàng, đó là tranh đó. Tôi đã tới cái tuổi này rồi, cũng coi như mặt trời ban trưa rồi, đúng không? Làm gì cũng phải có một tình yêu đúng tuổi này, mãnh liệt, thiêu đốt và nồng cháy. Tôi cảm thấy bây giờ anh đang không phải cần bạn gái, anh đang cần hạ nhiệt. Anh đã bị lửa dục thiêu thân, lửa tình đang bốc lên ngùng ngùng luôn đó. Giang Tiểu Mỹ, đừng có chăm chọc nữa mà. Thiên Ngu, anh không được để mấy lời xin xỏ của các cô ấy làm cho dao động đó. Ừ. Đừng quên châm ngôn hành động của chúng ta, không thể thư thả chờ, phải vui vẻ giành lấy. Chúng ta tiếp tục giúp Thiên Ngu đi tìm bạn gái. Bạch Chí Dũng, Thiên Ngu vừa mới bị đàn bà gạt, anh lại ao ao hấp tấp, không chịu cân nhắc kỹ, nôn nóng đi tìm bạn gái cho anh ta, còn nói cả đống đạo lý nữa chứ. Thật lòng mà nói, tôi muốn mau chóng tìm bạn gái chính là vì tuổi của tôi không còn trẻ nữa. Không hiểu sao nhưng tới cái tuổi này thì rất là để ý, rất muốn trước năm 42 tuổi phải yêu cho được đó. Có điều cũng phải, thanh xuân qua như bóng mây, thoáng một cái nhanh tới nỗi không dám nhắm mắt nữa, không còn được nhìn thấy thanh xuân của mình nữa. Một ngày nào đó khi tôi đã có đủ dũng khí yêu đương, tôi sẽ kể mọi người nghe cảnh ngộ của tôi gần đây. Mọi người sẽ thở dài cho coi, thanh xuân không còn, dũng khí cũng không còn nữa. Cảnh ngộ gần đây, gần đây anh cứ giấu giấu giếm giếm, lúc thì hoảng hốt, lúc thì băn khoăn, lại còn thì thầm to nhỏ với Tiểu Mỹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Dũng khí, Bạch Chí Dũng anh trước giờ không phải là người không có dũng khí. Hỏi anh đó, cô dám nói không? Nếu không dám nói để tôi nói giùm cho. Cô mà dám để lộ một chữ, tôi xé miệng của cô ra đó. Là chuyện gì vậy? Mau nói đi mà, nói đi. Hả? Hả? Được rồi, quay lại Lam Thiên Ngu, nói về thanh xuân. Đó là phải nắm chặt thật chặt cái tuổi thanh xuân, không được buông tay. Bước lên chuyến xe thanh xuân chưa tới trạm cuối, đây cũng được coi như là một thái độ sống tích cực rồi. Nhưng hai lần yêu của anh thì lại kinh hồn bạc vía, khiến lòng người chấn động đó. Cái lần với Dư Lệ Bình yêu tới mức phải vào bệnh viện còn truyền nước biển nữa hả? Còn cái lần với Cao Thục Gia thì bị người ta lừa hết tiền. Hai người đúng là thiếu lý trí quá luôn rồi đó. Thân thể với tiền bạc đều bị uy hiếp hết, bước đi quá gian nan, quá nguy hiểm rồi. Lần này anh đúng là xém chút nữa mất cả người lẫn tiền đó. Chị lại cảm thấy chuyện này có thể đưa lên tiết mục của đài truyền hình rồi đó. Hay tôi liên hệ với đài truyền hình cho họ phỏng vấn anh. Không sao đâu, để họ tạo phong cho anh. Anh khóc lên, sau đó kể lại kinh nghiệm đầy máu và nước mắt của mình đi. Giang Tiểu Mỹ, câm miệng lại ngay. Câm miệng đi. Đọc ngàn cuốn sách không bằng đi ngàn dặm đường, đi ngàn dặm đường không bằng gặp gỡ nhiều người, gặp gỡ nhiều người không bằng được thầy giỏi dạy dỗ. Hôm nay tôi sẽ làm người thầy giỏi đó cho mọi người, chỉ cho mọi người một con đường. Lam Thiên Ngu,
không được co đầu rụt cổ mà phải tiếp tục tiến lên. Chào buổi sáng, bà Lương yêu quý của tôi. Tôi nói rồi không phải sao? Đừng tới chỗ tôi ở nữa. Chúng ta còn chưa ly hôn mà. Sao vậy? Tìm được bạn trai mới rồi, sợ quấy rầy hả? Tôi ly thân với anh thì không muốn gặp anh nữa. Anh nó không có tiền ăn cơm, tôi cho anh. Tại sao anh còn tới quấy rầy tôi chứ? Cách xa tôi ra một chút đi. Tôi thấy anh là chướng mắt khó chịu. Anh có hiểu hay không vậy hả? Anh thực sự không biết xấu hổ tới mức này hay sao chứ? Nói nhỏ một chút đi, đừng để người ta cười. Tôi tới chỉ muốn nói với cô 3 triệu tiền bồi thường ly hôn của tôi. Chừng nào mới đưa đi? Tôi nói 3 triệu lần rồi, giờ tôi không hề có tiền. Thu nhập của tôi bao nhiêu, không phải là anh không biết. Bây giờ tôi không có tiền, tiền điện, tiền nước tôi đều chi không nổi. Tôi đang định ra ngoài thuê nhà ở, sau đó dọn tới nhà cô. Đổi nhãn hiệu dầu gội khác rồi sao? Sao mà anh hèn hạ tới vậy hả? Cô mắng tôi hèn hạ cũng không phải là mới hôm nay. Không sao hết, tôi không để bụng. Tôi chỉ quan tâm tới tiền thôi. Tới khi tôi hết tiền thật, tôi nhất định sẽ dọn tới đây ở. Cô lo mà chuẩn bị đi. Hả? Ủa, hôm nay anh ở nhà hả? Ờ. Hiếm có đó nha. Lại không đi tụ tập với Bạch Chí Dũng và Hoàng Cửu Hằng. Anh ăn cơm chưa? Nè, em có mua cái này là bánh trôi gạo không gây mập. Nấu cho anh ăn chút nha. Ờ, được, một lát nữa rồi nói đi. Cái đó, anh có chuyện muốn bàn với em. Chuyện gì vậy? Sao nhìn nghiêm túc quá? Mẹ anh gọi điện lên đây. Không phải chúng ta đã hứa năm nay mua máy tính cho con trai hay sao? Ừ. Nó cứ hỏi hoài. Phải mua thôi. Thì mua đi. Đưa tiền cho mẹ anh là được rồi mà. Phải. Nhưng mà tiền này... Tiền làm sao chứ? Trong thẻ của anh còn mấy chục ngàn mà. Hết rồi. Sai rồi. Hay là cứ như vậy, em gửi tiền về cho mẹ anh trước đi. Sau này anh sẽ trả lại cho em. Không đúng nha. Em nhớ là trong thẻ của anh cỡ nào cũng phải còn tới 50-60 ngàn. Mỗi ngày anh với Bạch Chí Dũng và Hoàng Cửu Hằng ra ngoài đi ăn uống một chút, cũng đâu tới mức phải tiêu xài hết chứ. Trời ơi, dù sao anh cũng đã xài rồi. Em cũng đừng hỏi là anh đã xài cái kiểu gì nữa. Em đã hiểu rồi. Lại không muốn nói. Anh đó, vừa không muốn nói lời giả dối, lại không dám nói thật lòng, đúng không? Em hiểu anh đó. Nè, nếu mà anh đã không muốn nói, vậy thì để em đoán thử nha. Em có cảm thấy nhàm chán không vậy hả? Thì em nhàm chán vậy đó, cho nên mới không có gì cũng tìm chuyện để nói. Em đoán là số tiền đó chắc là có liên quan tới chuyện yêu đương của anh. Chắc là đem cho gái ăn hết rồi, đúng không? Hơn nữa còn để cho người ta xài hết sạch. Vì một người chi tiêu tiết kiệm giống như anh không nỡ để mình xài nhiều tiền vậy đâu. Có phải em nghe được gì rồi hay không? Có phải tên Bạch Chí Dũng đó nói gì với em rồi hay không? Lòi đuôi rồi nha. Bạch Chí Dũng có thể nói với em được gì chứ? Là biểu hiện trên mặt của anh đã nói ra hết rồi đó. Làm thì ngu à? Anh đó, vốn dĩ anh không biết nói dối, đấu không lại em đâu. Sai rồi thì sai rồi thôi, có gì đâu mà không dám nhận chứ. Không phải là sai, mà là bị gạt. Bị gạt? Bị ai gạt chứ? Chắc anh ta đang cần gấp số tiền này. Rốt cuộc anh ta muốn gì vậy? Chị biết là anh ta muốn làm gì.
có người nói với chị cờ bạc thua hết tiền, nên là muốn bắt chị lấy 3 triệu đó mua tờ giấy kết hôn trong tay của anh ta, mua tờ giấy ly hôn của bọn chị. Tiểu Mỹ à, em nói chị biết nha, 3 triệu này tuyệt đối không được đưa, có đưa cũng không ly hôn được đâu, chị tin không? Cái thứ đàn ông ba xạo đó mà có thể tin được, heo nái cũng biết leo cây đó. Chị không hề ngốc vậy đâu. Có phải chị còn lo người đàn ông đó đưa mấy tấm hình đó lên trên mạng, khiến chị nổi tiếng trên mạng không? Không phải chị lo cho bản thân mình. Điều khiến chị lo là người nhà và người thân của chị bị tổn thương. 58 ngàn cũng được. Mất tiền mua một bài học. Em còn bình tĩnh hơn là anh tưởng tượng nữa. Anh cứ tưởng là em lại liên tục mỉa mai anh, châm chọc chỉ trích anh đó. Có ích gì hay không? Ngược lại em cảm thấy anh bị gạt 58 ngàn đó cũng rất tốt. Tại sao vậy? Thứ nhất, nếu như anh không tiếp xúc với cô Dư Lệ Bình và cái cô Cao Thục Nha ha, không bị người ta giày dò, không bị gạt hết tiền, anh có thể từ bỏ không? Người khác nói anh nho nhã, có phong độ, lại hấp dẫn, đó đều là những lời khách sáo mà thôi. Thầy Lam à, anh cho rằng mình là hàng đắt giá với các cô gái thật hay sao chứ? Đừng có nói nữa, anh đã không còn chỗ dung thân rồi. Mau nói cái thứ hai đi. Thứ hai, với cái kiểu sống sa đọa này của anh, mỗi ngày cứ sinh hoạt hỗn loạn thì chắc chắn sẽ có lúc phải trả giá thôi. Đây chính là học phí. Cho nên em mới nói là rất tốt, để anh tiếp thu bài học kinh nghiệm này, giống lên một hồi chuông cảnh giác đối với anh. Thứ ba, nếu không bị người ta gạt hết tiền, không bị người ta giày dò, sao làm nổi bật được cái tốt của em chứ? Bây giờ anh đã thấy em tốt nhất rồi chứ? Hiểu rồi. Em nhìn thấy anh gặp xui xẻo, hả giận ở trong lòng, cảm thấy anh đáng đời. Đồng thời, nếu so với hai người phụ nữ đó, em còn đắc ý hơn một chút. Lòng hư vinh được lấp đầy, cho nên em mới nói rất là tốt đó. Anh không phục quá thì tìm người nào đó tốt hơn em đi. Chắc chắn là rất khó làm thiên ngu. Anh phải tuyệt đối tin tưởng câu nói này của em. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Đừng có nói nữa, đừng có nói nữa. Đừng có quên gửi tiền cho mẹ anh, 9.800 đó. Muốn tìm một cô bạn gái thích hợp sao mà khó quá vậy ta? Có khi nào tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh quá cao hay không vậy hả? Cao sao? Tôi còn chưa chọn lựa mà. Tôi chỉ bị người ta chọn lựa thôi. Thượng quan Tuệ nói tôi quá tự tin vào sức hấp dẫn của mình, tôi có hơi không phục. Điều kiện của tôi cũng khá mà, hả? Đàn ông 40 tuổi như một cành hoa, công việc ổn định, thu nhập khá giả, còn ngoại hình chắc chắn là hơn hai người rồi. Về chuyện ngoại hình, bàn lại đi. Ngược lại thì tôi đồng ý với ý kiến của Cửu Hằng. Hạ thấp tiêu chuẩn một chút, thấp thêm chút nữa. Tôi luôn có một phương châm chọn bạn đời: hai thấp một cao. Nói nghe coi, hai thấp gì, một cao gì? Hạ tiêu chuẩn của mình một chút, hạ tiêu chuẩn lựa chọn một chút, tự nhiên là tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Đây là khẩu hiệu khoa học, chuyên dùng để khích lệ người không tìm được bạn gái. Cái này nên được truyền bá rộng rãi. Anh cũng nên học một chút đi. Kể từ lúc quyết định tìm bạn gái, chỉ trong một thời gian ngắn, tôi từ một người hăng hái lòng tin tràn đầy tới thất bại thảm hại run rẩy lo sợ. Có cảm giác giống như tôi đang một mình đứng trên mặt băng trơn trượt, trên người mặc đồ rất là mỏng đó. Gió thổi phần phật, hơi lạnh căm căm. Có thể cảm nhận được mặt băng rất là mỏng, rất mỏng. Khắp nơi đều là vết nứt. Wow, kiểu hình dung này nghe cũng sinh động quá chứ. Tôi lạnh run rồi, còn có thể nghe được tiếng băng nứt nữa đó. Đúng vậy, cứ có cảm giác như tất cả những người phụ nữ không bình thường trên đời này, mặt mày hớn hở, hùng hùng hổ hổ, nườm nượp chan chân, kéo tới chỗ Lam Thiên Ngu hết rồi.
có phải trên người Lam Thiên Ngô có mùi vị đặc biệt gì hay không vậy? Cái mùi trứng thúi mang tên tri kỷ, ruồi nhặn do de không có lỗ thở. Mùi thúi bay ra đường, theo gió lan khắp nơi. Hương rượu không sợ ngõ sâu. Thêm vợ cũ của anh ta Thượng Quan Tuệ, mấy người phụ nữ đó càng thể hiện rõ sự khác biệt. Mỗi người một vẻ, phong phú đa dạng, không ai giống ai hết. Còn chưa tính mấy người trong trường học nữa đó. Nhưng hai người đang làm cái gì vậy? Hả? Tôi biết ngay mà. Trong chuyện tôi muốn tìm bạn gái thì hai người các anh không mỉa mai chăm chọc, nói bóng nói gió thì cũng là hi hi ha ha cười nhạo tôi thôi. Đúng là anh hơi xui xẻo. Hơi giống cái cảnh thất thế bị người ta ăn hiếp. Uống có miếng nước lạnh mà cũng bị nhức răng nữa. Nói thật tôi còn không bằng cái răng bị nhét nước lạnh nữa đó. Bây giờ tôi chính là nước lạnh, bị uống rồi cũng thôi đi. Răng này còn bị nhức răng, khó chịu quá. Tôi biết rõ điều đó. Gần đây tôi với anh cùng bệnh đó. Hả, phải hả? Hiểu Âu lảm nhảm với tôi cả buổi, nói anh gặp phải chuyện lớn. Là chuyện gì vậy? Tôi ráng nhìn, không nói. Thầy Lam à. Hả? Anh coi có phải mình xui quá không? Anh vừa mới ly hôn, mất mọi thứ, định nghiêm túc yêu đương với người ta, sao mà khó khăn đến vậy chứ? Vừa mới ly hôn xong, vội vàng yêu đương như lửa cháy tới mông làm gì? Thì đó, thông thường thì đàn ông ly hôn xong rất sợ bị trói buộc, hầu hết là đều tránh xa phụ nữ. Tình huống của tôi hơi đặc biệt một chút. Anh nghĩ rằng nếu bắt đầu một tình cảm mới là có thể thoát khỏi tổn thương do vợ cũ gây ra. Nghĩ rằng hành vi mang tính kỹ thuật này có thể xóa đi buồn bực trong lòng của anh hả? Anh nghĩ cách này có thể cứu anh thoát khỏi giày vò đó hay sao chứ? Cô coi mấy vấn đề cô vừa hỏi có phải là quá tàn khốc hay không hả? Chí Dũng Cửu Hằng chỉ là mỉa mai chăm chọc tôi thôi, còn Tiểu Mỹ cô thuộc dạng đã kích thẳng thừng. Nói lời thật với anh để anh bớt phạm lỗi. Chính vì những tổn thương Thượng Quan Tuệ gây ra cho tôi khiến cho tôi buồn bực khổ sở, bị chướng ngại tâm lý, cho nên tôi muốn tìm thấy cách gì đó hay hay để xóa bỏ những tâm sự không vui trong lòng của tôi. Muốn thật sự quên đi, quên sạch tất cả mọi thứ, không phải dùng cách mang tính hình thức như anh là có thể quên được đâu. Anh như vậy là quá miễn cưỡng. Cô nói nghe cũng có lý. Hình như hơi giống chó cùng rứt dậu. Còn có rất nhiều chuyện, nếu chỉ chăm chăm nhìn vào mục đích, hiệu quả sẽ không tốt. Thầy Lam à, yêu đương có thể như vậy được hay sao? Trong lòng của anh không có tình cảm, không có cảm giác, không có rung động. Hả? Chỉ có kết quả đã sắp đặt sẵn, toàn nghĩ mấy chuyện không đâu. À, tôi ly hôn rồi, tôi độc thân rồi, chắc chắn tình yêu sẽ tới. Tình yêu không phải đồ chuyển phát nhanh, nó nên là thứ xuất phát từ trong nội tâm. Tự nhiên mà tới, không ai hay biết hết đó. Cô giáo Tiểu Mỹ, những câu lý luận giảng giải của cô nói nghe rất là hay, y như là tản văn vậy. Vấn đề hai người phải cho tôi biết cụ thể là tôi nên làm cái gì đây? Ở trong lòng mỗi người chúng ta, dù buồn bực cỡ nào cũng không qua thời gian. Thời gian có thể khiến buồn bực từ từ lắng xuống, có thể khiến buồn bực từ từ phai nhạt đi. Thầy Lam à, nếu trong lòng của anh chỉ toàn chứa những nỗi buồn bực và ai oán thì anh sẽ không thể nào có được tình yêu. Bởi vì ở nơi này quá đầy, quá tràn trề rồi, không còn chỗ cho tình yêu nữa, anh hiểu chưa? Hiểu chưa? Nói nghe hay thật. Hiểu không? Khâm phục. Cô nói coi, cô ấy là người chưa kết hôn mà còn rõ hơn người kết hôn rồi như chúng ta nữa đó. Những cái này là chị Tiểu Mỹ dạy cho tôi đó, hôm nay tôi tặng lại anh. Nước. Mong là thời gian trôi đi, tôi sẽ xóa được hết những thứ mà tôi không muốn giữ lại trong lòng, để chừa chỗ lại cho tình yêu mà thôi. Em vẫn không tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được. Lam Thiên Ngu này sau khi ly hôn, làm gì mà muốn tìm bạn gái gấp tới vậy chứ? Còn tìm tới hai cô. Anh nói coi,
đàn ông các anh không có phụ nữ là không được sao? Không nhịn được thật à? Đừng nói khó nghe như vậy có được không? Không phải nói với em rồi hay sao? Lam Thiên Ngu muốn thông qua việc tìm bạn gái, tìm cho mình một tình yêu mới để điều trị tâm bệnh của anh ta thôi. Cách nói này có tin được không? Nghĩ kỹ lại thì nó rất đáng nghi. Dù sao Lam Thiên Ngu và Thượng Quan Tuệ cũng có con rồi. Chuyện họ ly hôn cũng không công khai. Anh chạy tới chạy lui giúp cho người ta tìm bạn gái như vậy là không hợp đâu. Em thì không tin. Thượng Quan Tuệ biết Lam Thiên Ngu đang sốt ruột tìm bạn gái khắp nơi mà không hề có suy nghĩ gì, trong lòng không thấy khó chịu chút nào. Em nói tới Thượng Quan Tuệ để làm gì? Chuyện này liên quan gì đến cô ta chứ? Sao mà không liên quan được chứ? Em nói cho anh nghe, bình thường phụ nữ gặp loại chuyện như vậy không có ai sáng suốt suy nghĩ thông được đâu. Anh cứ mù quáng xen vào chuyện này, sau này Thượng Quan Tuệ không trách Lam Thiên Ngu, anh và Bạch Chí Dũng sao? Có phải em lại liên tưởng nữa rồi không? Có phải em sợ anh ly hôn với em cũng tức tốc tìm bạn gái như vậy không? Hoàng Cửu Hằng, anh nói vậy là có ý gì chứ? Có giỏi thì anh đi tìm đi. Anh đem bạn gái về, em sẽ nhường chỗ cho cô ta, lập tức ly hôn với anh. Ồ, nhà phiên dịch cảnh. Khu cư xá này đâu phải là tòa nhà văn phòng. Sao em lại chạy tới đây vậy? À, em vừa từ nhà một người bạn đi ra. Anh làm gì vậy? Lẫn giỡn ở đây làm gì chứ? Anh cũng tới tìm anh em. Chưa ăn cơm trưa có phải không? Cùng đi đi. Thôi bỏ đi. Nè nè nè, sao vậy chứ? Trốn trốn tránh tránh. Có chuyện gì sao hả? Canh Nhã, em bỏ quên đồ ở nhà anh nè. Cảm ơn. À, anh đã hiểu rồi. Anh hiểu cái gì chứ? Bạn trai mới đó hả? Cha tương lai của đứa nhỏ sao? Hình tượng khí chất cũng không tệ, không thua kém anh nhiều lắm. Cho hỏi anh là... Tôi tên Bạch Chí Dũng, chồng trước của bạn gái hiện tại của anh. Thì ra là anh Bạch. Hân hạnh được biết anh. Xem ra thì tôi phải giải thích với anh một chút rồi. Không cần giải thích. Không cần giải thích với anh ấy. Anh lại muốn nghe anh ta giải thích đó. Có cái gì đâu mà giải thích. Tại sao phải giải thích với anh? Giải thích thử xem em với anh ta là trước khi chúng ta ly hôn đã lén lút qua lại với nhau rồi, hay là sau khi ly hôn mới đường hoàng tới với nhau. Xem ra hôm nay tôi thật sự phải giải thích rồi. Em thấy sao hả Cảnh Nhã? Giải thích chút đi chứ người anh em. Tôi thật sự không phải là bạn trai của Cảnh Nhã, mà tôi là bác sĩ tâm lý của cô ấy. Trên lầu chính là văn phòng của tôi. Nếu như anh không tin, có thể theo tôi lên đó xem thử. Còn nhớ lúc anh vừa biết em, ngoại tình trong tư tưởng, hai người chúng ta cãi nhau một trận long trời lỡ đất. Anh không muốn làm cái gì hết, liền chạy đi du lịch. Anh nói vào lúc đó anh ngồi ngơ ngẩn ở trong công viên cả một ngày, lẳng lặng ngắm mặt trời từ từ mọc lên, rồi lại ngắm mặt trời dần dần lặn xuống. Lúc đó anh có một mình, cô đơn không cử động nổi tay chân, ngồi yên phơi nắng trong công viên, ngắm phong cảnh đẹp giống như tranh vẽ đó. Đột nhiên anh có cảm giác như đã thông suốt, không còn hận em nữa. Lúc đó anh nói với em, phụ nữ với đàn ông kết hôn chính là bởi vì nhìn thấy đối phương quá đẹp, xem đối phương như là phong cảnh. Anh dễ dàng tưởng tượng người anh thích trở thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Em muốn cùng với phong cảnh đó sớm tối bên nhau. Nhưng dần dần về sau, phong cảnh ngắm đã chán, nên em nhất định phải đi tìm một phong cảnh khác. Ý anh muốn nói, phong cảnh chính là phong cảnh. Hầu hết mọi người chỉ là du khách, là du khách qua đường, chỉ tới tham quan mà thôi. Một vùng phong cảnh,
một người đàn ông hay một người đàn bà, khiến em hưởng thụ, khiến em yêu đương, được yêu là đủ rồi. Hơn nữa, hai chúng ta còn có một đứa con trai đã lớn, thì nên biết đủ. Sao em còn đi gặp bác sĩ tâm lý vậy? Có chuyện gì sao? Hả? Được bao lâu rồi? Đã 5 tháng rồi. Có phải anh có thể hiểu như vậy không? Sau khi chúng ta ly hôn, em gặp áp lực, cho nên mới... Sao vậy? Có thể kể khổ chuyện gia đình với bác sĩ tâm lý, lại không thể nói với anh. Sau khi ly hôn, em thuê ngôi nhà khác rồi dọn tới đó ở. Ít khi gặp ai, ít khi gặp bạn bè. Thời gian lâu dần, hơi bị áp lực, cô đơn. Suốt ngày cứ mơ hồ trầm mặc. Thật ra suốt ngày trầm mặc nhốt mình trong nhà, nghĩ này nghĩ nọ, đúng là vô cùng nặng nề.